Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm lộng hoa chuối hay lộng bí chuối hay lộng bắp chuối các bạn nhé. Để làm món này rất là đơn giản thôi, các bạn chuẩn bị cho mình một cái bí chuối nè, một củ cà rốt nè, nếu mà to các bạn chỉ cần lấy 1/2 củ thôi, một quả chanh, rau mùi, rau thơm, các bạn dùng thơm nhé, và các loại rau thơm mà các bạn thích ăn, vài tép tỏi ạ, quả ớt nhé, và muối, nạc, các gia vị khác thì chốc nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ đi sơ chế cái phần hoa chuối trước các bạn nhé. Để sơ chế phần hoa chuối này thì các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước muối ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một chậu nước và mình cho vào đây muối nhé. Muối để cho chúng ta làm cho hoa chuối nó trắng ạ. Các bạn sẽ vắt cho mình vào đây 1/2 quả cốt chanh nữa. Nhớ cái hạt các bạn sẽ bỏ đi, không có sợ lẫn vào hoa chuối khi chúng ta ăn ấy, thì nó sẽ làm cho đắng nhé. Mình sẽ hòa tan cái phần nước muối và nước chanh này. Cái phần hoa chuối này các bạn sẽ bỏ bớt cái phần bẹ ra bên ngoài đi cho mình nhé. Mình sẽ bóc bớt đi ạ. Cái bẹ già mình ăn ấy thì nó rất là cứng, cho nên là mình sẽ bỏ bớt đi. Rồi đến phần này bắt đầu chúng ta sẽ lấy để mình dùng nhé. Cái phần hoa này, phần này vẫn là cứng thì các bạn cũng bỏ đi. Sau khi ấy rồi thì mình sẽ thái cái phần hoa chuối này các bạn nhé. Nhỏ ra các bạn ạ, mỏng ra. Rồi mình sẽ ngâm trong nước muối này để cho cái nhựa chuối nó chát, nó sẽ ra nước này nhé. Đến cái phần nó có màu hồng ấy thì chúng ta sẽ lại loại bỏ cái thân. Ăn hoa chuối hộ hay là hoa chuối tiêu thì các bạn nên chọn hoa chuối tây và hoa chuối hộ nhé, thì nó sẽ trắng hơn là hoa chuối tiêu, nó sẽ bị chát các bạn ạ. Đấy ạ, bây giờ mình sẽ thái nhỏ nhé, cái phần giữa này các bạn có thể bỏ nó đi cũng được. Đây là cách để cho nó khỏi bị cái phần giữa này nó sẽ không ngon, nó cứng ạ. Với những người bị thiếu máu hay là phòng chống ung thư các bạn nhé, đó là một loại trái loại thực phẩm rất là tốt cho việc ngăn ngừa và phòng chống ung thư các bạn ạ. Bây giờ mình thái thật nhỏ ra. Với cách sơ chế hoa chuối ấy, các bạn sơ chế đúng cách thì mình ăn rất là ngon và không bị chát nhé. Mình lại ngâm trong nước muối loãng luôn và chanh, thái hết đi sau đó mình ngâm nhé. Các bạn sẽ ngâm cho mình khoảng 30 phút trong nước muối và chanh này, sau đó thì mình sẽ rửa đi nhé. Để các bạn, cái nhựa nó ra nó rất đục như thế này, nhựa này sẽ rất chát nhé, cho nên mình ngâm được và mình rửa sạch nó đi thì nó sẽ không còn chát của cái hoa chuối nữa. Trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ băm cho mình cái phần tỏi ra nhé. Không cần nhiều tỏi vì mình làm lộm chỉ cần có hương vị của tỏi thôi, nên là mình dùng 5 tép tỏi ta như thế này là được. Ớt các bạn cho vừa phải nhé, vì lộm này chỉ cần cay cay ấy, vì nếu mà có các con ăn ấy, thì các bạn chỉ cho cay vừa nhé.
chua, cay, mặn, ngọt. Cà rốt các bạn sẽ bào ra cho mình. Mình sẽ bào 1 phần 2 cái này củ thôi. Cái củ này nó to ấy, mình sẽ không bào hết ạ. Để làm nước chua ngọt nhé, các bạn sẽ cho mình đường ạ. Mình cho vào đây 2 thìa canh đường. Các bạn cho mình 2 thìa canh nước lọc nhé. Mắm mình cũng cho vào đây 2 thìa. Một thìa muối nhé. Thìa cà phê ạ. Các bạn sẽ vắt cho mình 2 thìa cốt chanh. Bạn nào mà muốn ăn chua nữa thì chúng ta có thể cho vào đây 2 thìa giấm nữa. Còn như thế này là độ chua vừa phải, rất là hợp ạ. Tỏi ớt các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Các bạn chuẩn bị cái tô cho mình và hoa chuối mình đã rửa sạch rồi nhé. Đấy. Cái phần cà rốt các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Hỗn hợp nước mắm các bạn cũng cho vào cho mình. Mình sẽ trộn đều lên nhé. Trộn đều lên chỉ cần để 10 phút là ăn được các bạn nhé. Và bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình cái phần rau thơm vào. Các bạn trộn đều lên cho mình nhé. Chỉ cần 10 phút là chúng ta có thể lấy ra để ăn nhé. Và mình nêm nếm nha. Vừa ngon rồi ạ. Chua, mặn, cay đều có. Các bạn rắc nạp vào. Mình cho ra đĩa nhé. Nạp thì giã dập thôi, không cần phải giã nhỏ quá nhé. Trên cùng các bạn có thể cho thêm một chút nạc nữa nhé. Như vậy là mình đã làm xong món nộm hoa chuối rồi đấy ạ. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ.